Còn sau đây là thông tin thời tiết nông vụ với biên tập viên Hải Yến. Thưa quý vị, nhiều cánh rừng ở Tây Nguyên Nam Bộ đang có nguy cơ cháy rất cao. Liệu thời tiết sắp tới có cải thiện tình hình không chị Hải Yến? Vâng, rất tiếc là không đâu ạ. Thậm chí là nguy cơ cháy còn tăng cao hơn nữa vì trời nắng nhiều. Cụ thể là trong 10 ngày tới ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ thì gần như là không có mưa trái mùa, trời nắng cả chục tiếng trong ngày và độ ẩm tại đây chỉ từ 45 đến 60%. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 26 đến 29 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Nắng khô kéo dài khiến thảm thực bì khô kiệt, rất dễ bắt lửa. Theo Cục Kiểm Lâm, hiện nay nhiều diện tích rừng có nguy cơ cháy cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm, tập trung chính tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Trước diễn biến như vậy, Cục Kiểm Lâm yêu cầu các địa phương cần thực hiện nghiêm một số biện pháp sau. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong rừng, bìa rừng. Các chủ rừng nên chủ động khoanh vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí nguồn lực, vật lực sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Duy trì lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ, bố trí canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực có nguy cơ cháy cao. Chủ động xử lý thực bì, đốt trước có kiểm soát, làm giảm vật liệu cháy ở các khu rừng có nguy cơ dễ cháy. Làm mới, tu sửa đường băng cản lửa, các công trình phòng cháy chữa cháy ở các diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Về diễn biến thời tiết các vùng chuyên canh nông nghiệp khác, khu vực Nam miền Trung 7 ngày tới cũng ít mưa, khả năng chỉ có 2 đêm là ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 2 có thể có mưa rào nhẹ, còn lại đều tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng sông Hồng sẽ có mưa về đêm và sáng trong các ngày 30 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 19 đến 22 độ. Từ ngày mùng 3 tháng 2 trở đi, nhiệt độ tăng lên 21 đến 25 độ.